art school hoặc là art university, được chưa? Đó, hay là on the street, on the beach chẳng hạn. Đó, hoặc là in a classroom nè, đó, in the restaurant chẳng hạn. Where? Ở đâu? Đó là cái đầu tiên, được chưa? Chúng ta sẽ miêu tả. Cái thứ hai, chúng ta miêu tả tranh, được chưa? Là chúng ta sẽ đến cái gì đây? When? Được chưa? Bức tranh đó em thấy nó đang ở, là khi nào, đúng không? Đó có thể là daytime. Chúng ta có cụm từ daytime, tức là ban ngày. À, nếu như chúng ta, như trong bức tranh đó, chúng ta nhìn ở trong nhà, nhìn ra cửa sổ, chúng ta thấy trời điện sáng, vẫn còn sáng. Cái bức tranh này được chụp là daytime là ban ngày, night time là ban đêm, được chưa? Đó. Nếu cụ thể hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng là in the morning, in the afternoon, hoặc là in the evening, hoặc là at night. Đó, tùy chúng ta, được chưa? Chúng ta phải đảm bảo được những cái này thì chúng ta mới có điểm. Đầu tiên là where, bức tranh nó ở đâu. Tiếp theo là when, à, bức tranh nó diễn ra khi nào, được chưa? Tiếp theo là who, à, tiếp theo chúng ta đến who. Đó, who, ai có ở trong bức tranh này, được chưa? Đó, ai nằm ở trong bức tranh này, được chưa? Ví dụ như là men, women nè, boy là girl, children nè, đó, students nè, teacher nè chẳng hạn. Đó, được chưa? Chúng ta có cụm từ là middle age, là trung niên, được chưa nào? Đó, who, ai trong bức tranh này, số lượng bao nhiêu, chúng ta nhìn thấy bao nhiêu người trong bức tranh này. Nếu bức tranh mà ít người, khoảng cỡ 3 người, chúng ta nói có 3 người là ai ai đó, được chưa nào? Đó. Và chúng ta chú ý cho cô, khi chúng ta miêu tả tranh thì chúng ta hay bị nhầm giữa hai cái động từ có mang nghĩa là có, được chưa? Đó, mang từ nghĩa là có, chúng ta chú ý. Động từ have, chúng ta sử dụng nó khi nó mang nghĩa là sở hữu. Ví dụ như I have a phone, tôi có một cái điện thoại, đúng không? Còn khi chúng ta miêu tả tranh thì chúng ta sử dụng cho cô là there is hoặc là there are, là chỉ sự tồn tại, được chưa nào? Đó, sự tồn tại bức tranh đó. Cô ví dụ như là there is a boy on the left of the picture. Left là gì? Left là bên trái. Chúng ta tính về bên trái, bên phải là khi chúng ta đưa mắt chúng ta nhìn xuống bức tranh, chứ không phải tính về bên trái, bên phải của thầy cô giám thị, được chưa? Chúng ta tính bên trái bên phải của chúng ta đó, đó, được chưa? Có một cậu bé ở phía bên trái của bức tranh, được chưa nào? Đó, chúng ta sẽ thấy this a boy on the left of the picture, có một cậu bé phía bên trái của bức tranh, được chưa? Đó. Và chúng ta chú ý ở đằng sau sử dụng là a boy, tức là số ít, thành ra chúng ta phải sử dụng động từ chia ở số ít, được chưa? Còn ở đằng sau là nhiều, số nhiều thì chúng ta sử dụng động từ chia ở số nhiều, ví dụ như là there are many students chẳng hạn. Đó, được chưa nào? Rồi, chúng ta tiếp tục. Ừ, nhớ chúng ta hay sử dụng nhầm là từ have, the picture has, cái này picture has cái kia cũng được, ta sử dụng cho cô there is hoặc là there are, được chưa? Chỉ sự tồn tại đó. Rồi, tiếp theo, khi chúng ta đã nói xong được là where, bức tranh đó ở đâu, when, bức tranh đó khi nào, đúng không? Tiếp theo là who, đó, là bức tranh nó gồm những ai. Và khi chúng ta miêu tả tranh, được chưa, chúng ta có một kỹ thuật mà được sử dụng trong miêu tả tranh, đó là guess hoặc là speculate, được chưa, tức là đoán, được chưa nào? Đó có nghĩa là đoán, được chưa? Chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta không biết được mối quan hệ của ai trong bức tranh đó, chúng ta có thể đoán. Những cái từ của gạch dưới là những cái từ chúng ta sử dụng khi chúng ta miêu tả tranh, được chưa? Ví dụ như là I think their father and daughter. Đó, tôi nghĩ rằng họ là ai? Tôi nghĩ rằng họ là ba và con gái. Chúng ta sử dụng là I think, được chưa? Tiếp theo chúng ta có thể rụng được là properly, là có lẽ, đúng không? Đó, they are properly a group of friends. Đó, có lẽ họ là một nhóm bạn, đúng không? Một nhóm bạn với nhau. Đó. Tiếp theo, it could be in the summer because the sky is very blue, được chưa? It could be, có lẽ là đang ở trong mùa hè đó. Bởi vì sao? Bởi vì bầu trời thì rất là xanh, rất là trong chẳng hạn. Đó, được chưa? Chúng ta sử dụng là could. Đó. Tiếp theo, they might be talking about their next week holiday, được chưa? Đó, họ đang nói về kỳ nghỉ sắp tới của họ, sử dụng cho cô là might. Và cuối cùng là maybe hoặc là perhaps, được chưa? Maybe hoặc là perhaps he's writing, anh ấy đang viết cái gì đó. Thì chúng ta chú ý, khi chúng ta miêu tả tranh thì chúng ta nhìn vào bức tranh đó, chúng ta không biết được mối quan hệ của họ là gì, hoặc chúng ta không biết được, ví dụ như là thực sự họ là cái gì, là trong lớp học với nhau, students, đúng không? Đó, đang ngồi bàn lớp thì ta không biết, thì chúng ta đoán họ là một nhóm bạn, họ đang nói về kỳ nghỉ sắp tới, hoặc họ đang thảo luận về cái gì,
cái thuyết trình sắp tới chẳng hạn đó, được chưa? Thì chúng ta được quyền guess, được quyền đoán khi chúng ta nhận cái bức tranh đó. Và chúng ta khi chúng ta đoán, khi chúng ta nhận cái bức tranh đó thì chúng ta phải sử dụng những cái từ mà cô gạch dưới đó để thể hiện là chúng ta đoán thôi, là phỏng đoán thôi, được chưa nào đó? I think it could be, that might be, hoặc là maybe, hoặc là perhaps, được chưa? Vậy là chúng ta có where, bức tranh nó ở đâu, when, bức tranh nó diễn ra khi nào, được chưa? Who, ai ở trong bức tranh đó, được chưa? Tiếp theo chúng ta tới what, được chưa nào đó? What thì nó có hai cái what. Thứ nhất là what are they wearing, và what are they doing, họ đang mặc gì và họ đang làm gì, được chưa? Và trong cái what này, khi chúng ta miêu tả cái what này nè, thì chúng ta phải sử dụng cho cô thì present continuous, tức là thì gì, thì hiện tại, được chưa? Hiện tại tiếp diễn đó. Thì như cô đã nói, chúng ta có hai cái trong cái phần what này. Thứ nhất là what are they wearing, họ đang mặc cái gì, được chưa? Hoặc là what are they doing, họ đang làm cái gì, được chưa nào? Và khi sử dụng cái này phải sử dụng thì present continuous. Thì khi chúng ta miêu tả tranh là chúng ta miêu tả những sự việc đang diễn ra trong cái bức tranh đó, nên phải sử dụng thì present continuous, được chưa? Chúng ta có where, có when, có who, có what, và cuối cùng chúng ta cần đảm bảo được thêm một điều nữa thì chúng ta mới có đủ điều kiện mà chúng ta có điểm trong phần miêu tả tranh, được chưa? Đó chính là how. How là như thế nào, đúng không? Đó. Và khi cái how này sẽ có hai cái. How nó là về cảm xúc. Thứ nhất là cảm xúc của những người ở trong cái bức tranh đó. Ví dụ khi chúng ta mở cái bức tranh đó ra, chúng ta thấy bức tranh đó, cảm xúc của họ như thế nào đây? Happy, angry chẳng hạn đó, rất là giận dữ, rất là vui vẻ chẳng hạn. Và thứ hai là cảm xúc của mình, được chưa? Cảm xúc của chúng ta khi chúng ta nhìn thấy bức tranh đó thì nó sẽ như thế nào? Được chưa nào? Thì khi mà chúng ta sử dụng trong cái vấn đề là how này nè, được chưa? Thì chúng ta có sử dụng những cái cụm sau đây. Ví dụ chúng ta sử dụng cho cô là động từ look, seem, appear. Đó, đó là linking verb, được chưa? Sau đó sử dụng với tính từ. Hoặc là look like, sau đó sử dụng với noun phrase, một cụm danh từ. Đó, hoặc là make me, làm cho tôi như thế nào đó, vui, buồn hoặc như thế nào đó, được chưa? Rồi tiếp theo, hoặc là remind me of. Đó, gợi cho tôi nhớ lại gì đó, được chưa? Đó, when I see the picture, được chưa? I như thế nào đó, khi tôi xem bức tranh này tôi cảm thấy như thế nào, nó gợi cho tôi cái gì chẳng hạn, được chưa? Vậy chúng ta chú ý, khi chúng ta miêu tả tranh thì chúng ta sẽ phải đảm bảo được 5 điều thì chúng ta mới có điểm, được chưa? Điều thứ nhất là gì? Where, bức tranh nó ở đâu? Điều thứ hai là when, bức tranh nó diễn ra khi nào, được chưa? Điều thứ ba là gì? Who, ai ở trong bức tranh đó, được chưa nào? Và khi chúng ta đoán who, chúng ta có thể sử dụng những cụm từ để đoán như là I think nè, probably nè, maybe chẳng hạn. Tiếp theo là what. Trong what có hai cái là what are they wearing, họ đang mặc cái gì, what are they doing, họ đang làm cái gì ở trong cái bức tranh đó, được chưa nào? Right. Và tiếp theo cuối cùng là how, đó là cảm nghĩ, cảm xúc của có hai phương diện, một là những người ở trong bức tranh đó em thấy họ như thế nào, được chưa? Và hai là cảm xúc của mình khi chúng ta nhìn vào bức tranh đó, được chưa nào? Rồi xem lại when hả Luân ơi. Ok, có thể cho quay lại when. Đây, chúng ta when khi nào, được chưa? Chúng ta thấy chúng ta có cụm từ daytime là ban ngày, night time là ban đêm. Đó. Hoặc là nếu chúng ta nhìn được, chúng ta cho là morning, in the morning, in the afternoon, hoặc in the evening, tùy chúng ta, được chưa nào? Đó, đó là when, được chưa? Rồi tiếp theo, khi chúng ta nhìn vào bức tranh, được chưa? Đây, khi chúng ta nhìn vào bức tranh, được chưa? Thì bức tranh sẽ được ở trước mặt chúng ta giống như chúng ta đang nhìn trên màn hình vậy đó, được chưa nào? Thì cho có on the right, bên tay phải, on the left, phía bên trái, được chưa? At the top, phía trên, at the bottom, ở phía dưới, in the middle là ở giữa, được chưa? In the background là phía đằng sau, in the foreground là phía đằng trước đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đó khi chúng ta miêu tả. Ví dụ em miêu tả cậu bé ở phía bên trái, được chưa? Phía bên trái của bức tranh đó, thì chúng ta sẽ để dùng là on the left, được chưa? Phía bên phải sử dụng on the right chẳng hạn đó, được chưa nào?
Rồi, tiếp theo là khi chúng ta miêu tả tranh đúng không? Chúng ta miêu tả tranh là gì? Là chúng ta miêu tả sao mà người ngồi nghe đó hình dung ra được bức tranh của chúng ta như thế nào. Thì chưa ra làm sao như thế nào đó. Khi mà cô dạy cái phần này ở trên lớp á, thì cô có cho chúng ta chơi một chút cái game nhỏ nhỏ là sẽ có một bạn ở dưới miêu tả tranh và sẽ có một bạn đi lên bục giảng và vẽ thử coi thử chúng ta có hình dung ra được là cái bức tranh của bạn là như thế nào hay không đó. Và đa số là khi chúng ta miêu tả và các bạn vẽ lại nó đều không khớp được bức tranh với nhau, được chưa đó. Thì cái vấn đề quan trọng miêu tả làm sao mà người nghe có thể hình dung được trong đầu là, à bên trái của ta là cái gì, là một cậu bé, bên phải của chúng ta là cái gì đó, đằng sau đằng trước là gì đó, nghĩa là người nghe nghe được, cảm nhận được rồi chúng ta miêu tả nó như thế nào, đúng vị trí của nó, được chưa nào đó, nó mới gọi là miêu tả, được chưa. Và khi chúng ta miêu tả chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái gì đấy, cái trạng từ, à cô xin lỗi, những cái giới từ để chúng ta dùng trong miêu tả, đúng không nào đó. Còn ví dụ chúng ta có những giới từ như là next to hoặc là near hoặc là by chẳng hạn, được chưa, gần đó, in front of hoặc đằng trước, behind đằng sau, opposite đối diện chẳng hạn đó, in là ở trong, on là ở trên đó, under ở dưới đó. Chúng ta sẽ sử dụng những cái giới từ để chúng ta làm gì, được chưa, để chúng ta miêu tả tranh, được chưa. Và khi chúng ta miêu tả tranh thì nó cũng có cái phần mở đầu và cũng có phần kết thúc, đúng không nào đó. Phần kết thúc là gì, là chúng ta sẽ nói về cảm nhận của những người trong bức tranh và cảm nhận của chính chúng ta đó, giống như là phần kết thúc thì chúng ta miêu tả tranh đi. Vậy phần mở đầu là gì, không thể nào mà bay vào một cái là chúng ta miêu tả liền bức tranh này ở đâu hay như thế nào, đúng không nào đó. Chúng ta sẽ có những cái câu giới thiệu chung chung, được chưa, khi chúng ta miêu tả tranh chẳng hạn đó. Đây một số ví dụ chung chung, ví dụ như là this picture shows đó, bức tranh này chỉ cái gì, được chưa. Hoặc là in this picture I can see, trong bức tranh này tôi thấy cái gì, được chưa. Hoặc this is a picture of, đây là bức tranh về cái gì chẳng hạn, được chưa nào đó. Rồi cô ví dụ như chúng ta nhìn thấy đây, trên bảng của chúng ta là một bức tranh, ví dụ, được chưa, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy đó là một bức tranh. Đây là bức tranh để chúng ta mà chúng ta phải như thế nào, chúng ta sẽ như thế nào đây, chúng ta sẽ phải miêu tả, đúng không nào đó. Rồi đây cô ví dụ, đây là bức tranh của chúng ta, được chưa. Rồi tiếp theo đó, bây giờ chúng ta sẽ có phải có một câu mở đầu, đúng không, mở đầu cho bức tranh này, nghĩa là chúng ta khi nhận được bức tranh phải có một câu mở đầu của nó, được chưa đó. Chúng ta sẽ có một câu mở đầu của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở đầu như thế nào đây, chúng ta coi thử chúng ta sẽ mở đầu nó như thế nào đây. Cô ví dụ chúng ta mở đầu đây, this is a picture of a couple chẳng hạn đó, được chưa, chúng ta phải có mở đầu nó. This is a picture of a couple chẳng hạn, cô ví dụ vậy đó, được chưa đó. Chúng ta sẽ mở đầu trước bức tranh như thế nào, rồi sau đó bắt đầu chúng ta mới miêu tả nó chứ, đúng không nào, chúng ta miêu tả nó. Và như cô nói với chúng ta rồi đó, khi mà chúng ta miêu tả nói về cái gì, về nơi chỗ, đúng không, chúng ta miêu tả phải sử dụng gì, thì hiện tại hoặc là hiện tại tiếp diễn, đúng không nào đó. Thì chúng ta có cái gì đây, ví dụ như they are driving in the country nè, hoặc là they are sitting inside hoặc là outside a cafe chẳng hạn, hoặc là I can see a street, I can see a restaurant chẳng hạn, được chưa. Vậy thì cái bức, đối với bức tranh này đó, chúng ta thấy họ như thế nào, ví dụ như là they are dancing in the yard đó, có nơi trốn, đúng không nào, họ đang nhảy ở đâu đây, ở trong sân chẳng hạn, được chưa đó. Chúng ta thấy thế nào. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Rồi được chưa, khi chúng ta nói xong, miêu tả xong, giờ chúng ta đến tiếp theo là chúng ta có thể miêu tả tuổi. Nếu như chúng ta đoán được là họ bao nhiêu tuổi thì chúng ta có thể miêu tả được, được chưa đó. Cô ví dụ đây, he's about 15 years old, chúng ta đoán quá được mấy tuổi đây, khoảng 50 tuổi chẳng hạn đó. She's a teenager chẳng hạn, được chưa. Hoặc là giống như bức tranh này của chúng ta đây, bức tranh mẫu cô đưa ra để mà chúng ta miêu tả, được chưa, chúng ta có thể đoán họ là gì, they are about 70 years old đó, họ khoảng cỡ 70 tuổi chẳng hạn, được chưa đó, cho chú ý nha. Tiếp theo miêu tả họ đang mặc cái gì, được chưa, họ mặc cái gì đó. Ví dụ như bức tranh đưa làm mẫu thì họ miêu tả gì đây, the old woman is wearing a long blue dress
đúng không? Đó, người phụ nữ đúng không? Da thì đang như thế nào đây? Đang mặc một cái đầm dài màu xanh. Đó, chúng ta coi thử phải không? The woman is wearing a long blue dress. Đó, chính xác. Được chưa nào? Đó. Rồi, tiếp theo, được chưa? Chúng ta sẽ thấy đó. Và khi cô miêu tả họ đang mặc cái gì, chúng ta thì cô sử dụng thì gì? Present continuous, nhớ cho cô đó. Present continuous khi chúng ta nói về họ đang mặc gì và họ đang làm gì, được chưa? Đó, chúng ta miêu tả tranh phải sử dụng cho cô thì hiện tại. Được chưa? Rồi tiếp theo miêu tả hành động của người đó. Được chưa nào? Đó, hành động của người đó. Thì như cô đã nói đó, chúng ta sử dụng thì present continuous để chúng ta miêu tả. They are dancing này, they are eating này, đang ăn, đang uống, đang nói, đang hát, gì, they are singing gì đó, tùy chúng ta, được chưa nào? Tiếp theo là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng là đoán được who, ai trong bức tranh đó, thì như cô nói đó, chúng ta là phải đoán guess thử. Nếu chúng ta không biết được mối quan hệ của họ là gì, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái từ như cô nói như là think chẳng hạn, đó, được chưa? I think probably thì không có gì để nói rồi. Infant. Đúng không nào? Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo là phần cảm nhận như cô đã nói đó, được chưa? Thì chính xác hơn trong phần cảm nhận. Đó, cảm nhận của người trong bức tranh này, ví dụ như I can tell they are enjoying themselves because they are smiling. Được chưa? Tôi có thể nói rằng họ đang rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, đúng không? Bởi vì họ đang cười đó, được chưa? Hoặc là he seems a bit frightened, anh ấy có một chút gì đó là sợ hãi, được chưa? Maybe this is the first time he's tried it. À, có lẽ như đây lần đầu tiên anh ấy thử cái món này hoặc thử làm cái này chẳng hạn đó. Thì chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh, chúng ta biết được là họ như thế nào, được chưa? Đó là bức tranh của những người, của người ở trong bức tranh đó, được chưa? Và cuối cùng là cảm nhận của chúng ta, được chưa nào đó. Và khi chúng ta miêu tả tranh, được chưa, có những cái từ vựng chẳng hạn mà chúng ta không biết đó, những cái từ vựng chúng ta không biết thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp gọi là paraphrase, được chưa? Paraphrase có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái cụm từ dùng để miêu tả cái từ mà chúng ta không biết chẳng hạn đó. Cô ví dụ như chúng ta có một cái từ là a vase, tức là cái bình hoa. Mà lúc đó vô chúng ta không biết là cái bình hoa là gì, thì chúng ta có thể sử dụng từ ví dụ như là it's a kind of container for flowers. Nó là một cái vật dùng để chứa hoa, đó là cái bình hoa đó. Chúng ta sẽ miêu tả như vậy, được chưa? Đó. Hoặc là frying pan là cái chảo chiên, đúng không? Chúng ta không nhớ được cái chảo là gì thì chúng ta miêu tả là gì? It's something, được chưa? It's something, nó một cái gì đó you fry food in, mà bạn dùng để chiên, được chưa? Chiên đồ ăn ở trong đó, đó. Được chưa nào? Đó, nghĩa là khi chúng ta không biết cái từ, chúng ta có thể sử dụng cái hình thức là paraphrase, được chưa? Đó, để chúng ta miêu tả nó. Đó, hoặc là cái tủ đựng quần áo là cái wardrobe, chúng ta không biết tủ đựng quần áo là gì thì chúng ta nói it's a cupboard. Đó là một cái tủ, đúng không? Dùng để làm gì? For keeping clothes in, dùng để cất quần áo. Đó, thì chúng ta sẽ miêu tả như vậy. Được chưa? Và chúng ta chú ý, như đã nói là chúng ta có quyền guess ở trong bức tranh này. Guess về cái gì? Về when, đúng không? Đó, bức tranh đó khi nào chúng ta phải guess. Hoặc là who, đó, mối quan hệ của những người trong bức tranh này chúng ta cũng có thể guess. Được chưa? Đó. Và bắt buộc khi chúng ta guess thì chúng ta phải sử dụng những cái cụm từ, được chưa, mà lúc nãy cô có cung cấp cho chúng ta để chúng ta guess, được chưa nào? Đó, ví dụ như là trên bảng chúng ta có một câu ví dụ it might be summer, được chưa, nó có thể là mùa hè. Bởi vì sao? Because some people are wearing sunglasses. Đó, bởi vì sao? Một vài người đang đeo kính đen, đúng không, đeo kính râm đó, thì chúng ta đoán đây là mùa hè. Đó, hay là is probably in the country. Wardrobe. Có lẽ như ở đây đang là cái gì, đang ở wardrobe. Đâu đây? Ở vùng nông thôn, bởi vì sao? Đó, được chưa? Hả? This picture could be in Northern Europe because of the buildings. Được chưa? Đó, bức tranh này có thể là ở đâu đây? Wardrobe. Đúng không? Bởi vì sao? Những cái tòa nhà, nhiều tòa nhà chẳng hạn đó. Được chưa? Đó, chúng ta chú ý điều đó. Khi miêu tả tranh, đã, chúng ta phải bắt buộc và phải trải qua được là năm điều, đúng không? Đầu tiên là gì? Là where. Bức tranh đó ở đâu? Tiếp theo là when. Được chưa? Bức tranh đó chúng ta thấy là được chụp khi nào, diễn ra khi nào. Tiếp theo là who. Ai ở trong bức tranh đó, mối quan hệ của họ ra làm sao. Được chưa? Tiếp theo là what. Được chưa? Trong what chúng ta có hai cái là what are they wearing and what are they doing. Họ đang mặc gì và họ đang làm gì, được chưa? Và cuối cùng là how,
có hai cái how, một thứ nhất là how của những người ở trong bức tranh đó, và cái thứ hai how là how của chúng ta, được chưa? Đó là chúng ta nhìn vào bức tranh chúng ta cảm nhận được cái gì, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu miêu tả thử tranh, được chưa? Đầu tiên là sẽ có sự hướng dẫn chúng ta miêu tả trước, sau khi hướng dẫn xong đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta có những bức tranh để chúng ta luyện tập, được chưa? Khi chúng ta nắm được những cái dấu hiệu này, đúng không, nắm được những cái điều này đã nắm đảm bảo được năm cái điều này, thì chúng ta dù có nhận được bất cứ bức tranh gì chúng ta đều có thể miêu tả được. Và chúng ta chú ý phần miêu tả tranh chỉ có trong vòng 1 phút mà thôi, và trong vòng 1 phút đó thầy cô sẽ bấm giờ, và khi chúng ta vượt quá 1 phút chẳng hạn thì sẽ bị stop, thì kêu là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như chúng ta mà không đủ để mà chúng ta miêu tả, mới chúng ta mới đến được có where, đến được có when, được có what, chưa có được how, chưa có được who, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt điểm cao, đúng không? Miêu tả tranh được miêu tả hết, và chỉ có trong vòng 1 phút mà thôi, và chúng ta không có thời gian để chuẩn bị, nghĩa là đưa tranh một cái chúng ta nhìn vào tranh chúng ta miêu tả luôn, được chưa? Thành ra chúng ta chú ý tất cả các bức tranh nào cũng vậy, chúng ta cứ nhìn vào bức tranh chúng ta nhớ đến năm thứ. Đầu tiên là where, ở đâu, tiếp theo là when, khi nào, who, ai ở trong bức tranh đó, tiếp theo trong bức tranh đó họ đang mặc gì và họ đang làm gì, và cuối cùng là cảm nhận của những người trong bức tranh đó là được. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Đó. Trên bảng của chúng ta là có một cái bức tranh mẫu. Được chưa? Đó. Chúng ta nhìn vào bức tranh này, chúng ta sẽ thấy. Được chưa? Đó, bức tranh. Đó, nhìn rất rõ đúng không? Tiếp theo bên cạnh là miêu tả của bức tranh, được chưa? Và cho miêu tả này sẽ có 10 từ. Trong bài đã lược bỏ 10 từ này đi và xuất hiện đầu gợi ý cho chúng ta bằng chữ cái đầu tiên. Được chưa nào? Đó, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Hãy đọc nó, được chưa? Và coi thử cái chỗ mà đề bài trừ ra là chữ gì. Được chưa nào? Đó, có gợi ý cho chúng ta chữ cái đầu tiên đó. Được chưa? Đó, và chúng ta coi thử là đề bài trừ ra chúng ta là chữ gì. Chúng ta đọc thật kỹ, nhìn thật kỹ bức tranh. Đó, và chúng ta coi thử xem sao. Chúng ta cứ nhìn và chúng ta coi thử. In this picture, trong bức tranh này, we can see a family, đúng không? Ta nhìn thấy một gia đình, đó. To the gì đó, together. À, vậy chúng ta coi thử. To the beach, rồi thấy bạn Hành đã có câu trả lời to the beach, chính xác. Đi biển, đúng không? Đi biển cùng với nhau, không khó thì chọn chỗ này là beach, được chưa? Và trong bức tranh này có là a man, đó, người đàn ông, a woman, một người phụ nữ, and two children, và hai bạn nhỏ, đúng không? Đó. Tiếp theo họ miêu tả là the small boy on the left, cậu bé nhỏ, đúng không? Cậu bé trai nhỏ đó, bên phía bên trái đó, is wearing, đó thấy chưa? Thì đang mặc cái gì đây? Một cái quần short, một size blue shorts, thấy chưa? And is carrying, và đang cầm một cái gì nữa? A red beach towel, một cái khăn tắm màu đỏ, đúng không nào? Đó. Tiếp theo, his hair is short and fair, thấy chưa? Đó. Tóc của anh ấy như thế nào? Ngắn và có màu vàng, đúng không? Tiếp theo qua bên cạnh, his mother, mẹ thì đâu, như thế nào đây? Is wearing a gì đó, t-shirt, and is carrying a violet bar on her shoulder. Ok, đã nhận được câu trả lời của Uyên với lại Hương là yellow, chính xác. Được chưa? Is wearing a yellow t-shirt. Và chúng ta sẽ thấy đó, trong văn miêu tả, đúng không? Trong khi chúng ta miêu tả, màu sắc cũng rất là quan trọng. Và chúng ta thường hay bổ sung những cái tính từ đằng trước danh từ, được chưa? Đó, để tạo ra hình ảnh dễ dàng hơn. The yellow t-shirt, and she is carrying a violet bag on her shoulder. Và thấy số 3 thì chúng ta sẽ điền vào vị trí chỗ này là cái gì đây? Mẹ thì đang mặc một cái áo màu vàng, đúng không? Đó, gì nữa? Được chưa? Một áo màu vàng, đó. Tay thì như thế nào đây? Thì đang mang một cái giỏ, đúng không? Màu tím, được chưa? Đó, ở đâu đây? Right, chính xác, được chưa? Đó, được chưa? Right, tiếp tục, on her right shoulder. Phía bên vai bên phải, đúng không nào? Đó. Tiếp theo, chúng ta đến cái tiếp theo. There's a smiling sun on the bar. Có một cái hình mặt trời đang cười, đúng không?
She's carrying a round in her left hand. A round bracket. Bracket là cái gì vậy Nhân nhỉ? Bracket. Phải bracket không? Bạn Nhân có câu ơi. Có câu trả lời của bạn Nhân là bracket. Bạn Luân là chọn là ba là cũng là cái giỏ hả? Lại có một cái giỏ màu tím ở bên tay phải rồi. Tiếp theo là mang lại thêm một cái giỏ màu nâu hả? Box. Brown box. Có thể box cũng được. Bracket là dấu ngoặc hoặc là dấu câu chứ không phải là cái giỏ. Cái giỏ ở đây chúng ta có cái này em dùng cái box như các bạn cũng được đó, hoặc là đến khúc này là dùng luôn cái ba như các bạn cũng được, được chưa? Mà chính xác cái này gọi là basket, được chưa? Đó là một cái rổ, cái rổ, cái rá mà cầm được trên tay giống như là trong bức ảnh của chúng ta đó, được chưa? Đó là cho em dùng box cũng được, tụi em dùng ba cũng được, tùy chúng ta, được chưa nào? Đó rồi tiếp theo nào, on the left hand đúng không? Rồi tiếp theo, her husband, được chưa? Is wearing blue, cô coi thử, blue shirt. Câu trả lời của Nhân là shirt, của Luân là short. Rồi chúng ta chú ý cho cô được chưa, cái quần đúng không, cái quần nó có hai ống, luôn luôn nó là số nhiều. Nếu chúng ta làm giống như bạn Luân là quần short á, nó không có s, tức là bố chỉ mặc có một ống thôi, mà một ống thì nó thành cái đầm rồi chứ nó không còn cái quần nữa, nên là chú ý những cái bắt buộc phải là số nhiều, như là sunglasses là cái mắt kính chẳng hạn đó, có hai cái mắt đúng không, thì nó phải cũng phải là số nhiều. Nếu chúng ta chỉ dùng một thôi, tức là sao, nó chỉ đeo có một bên mắt thôi đó. Thành ra chú ý những cái này, pants là cái quần nè, quần short nè phải có s, được chưa? Đó, mặc cái quần short màu xanh có cái sọc màu cam, orange là cái sọc màu cam. Tiếp theo, he's carrying a big blue umbrella, anh ấy đang mang một cái dù bự màu xanh đúng không đó, và có đội một cái nón để chờ trên đầu. His daughter is next to him. Cô coi thử, is walking. Bạn Nhân chọn là walking. Có bạn nào chọn cái khác không? Các bạn nào chọn cái khác không? Hay đều chọn là walking? Được chưa? Cô con gái thì đang đi bên cạnh anh ấy, chính xác. Walking chỗ này, không vấn đề gì hết. Được chưa nào đó? She's wearing a pink dress. Anh mặc một cái đầm màu hồng. Và tay thì cầm a big in her left hand. Đó, coi được bạn. Tower, ok. Được chưa? Đó, cũng một cái khăn. Nobody is wearing shoes. Không ai mang giày cả. Chúng ta chú ý những cái từ như là nobody nè, everything nè, everybody, hoặc là nothing nè. Chia động từ ở số ít. Được chưa? Không ai mang giày cả. I think they feel very happy because everybody is gì đây? Smile như câu trả lời phía trên của bạn Nhân là bị nhầm rồi. Is mà ta phải chia ở thời gì? Thì present continuous đúng không nhận Nhân, phải là is smiling. Bây giờ tất cả mọi người đều đang cười. And they are on their summer holiday. And they are gì đây? And they are số 9 này, từ số 9 chúng ta điền cái gì đây? Số 9 này chúng ta điền cái gì đây? Có ai tìm ra được từ số 9 không? On their summer holiday. Và có lẽ họ đang trong kỳ nghỉ hè của mình đúng không? Properly chúng ta đoán, chúng ta nhớ lại cái cụm từ lúc nãy chưa? Rồi tiếp theo, in the background, ở đằng sau thì the sky is blue, bầu trời trong xanh gì đó. And are two white clouds, ok, có hai đám mây màu trắng. Some birds are flying in the sky, chẳng hạn, được chưa? Rồi, tiếp theo, trong đây chúng ta còn có một câu nữa. Mảnh bị nhảy xuống dưới rồi, chắc trên slide tụi em không nhìn thấy câu đó. Và nói về cảm nhận, được chưa? Đó. It makes me happy and I think about my next holiday. Câu phía dưới là vậy đó, được chưa? Đó là cảm nhận đầu tiên của những người trong bức tranh này, họ rất là happy, họ rất là vui. Và tiếp theo là cảm nhận của mình, được chưa? Đó, để bây giờ có thể làm nhỏ cái chữ này lại một chút. Cảm nhận của mình là nhìn bức tranh này rất là thấy rất là vui và đang nghĩ tới cái kỳ nghỉ hè sắp tới của mình chẳng hạn, được chưa?
Và khi chúng ta nhìn vào đây, chúng ta chú ý cho cô, tất cả chúng ta thấy không? Tất cả những thì cô dùng hay là thì present continuous khi miêu tả về họ đang làm gì, đúng không? Và họ đang mặc gì ở trong bức tranh này. Đó, cô sử dụng là thì gì? Thì present continuous. Được chưa? Chúng ta nhìn kỹ chưa? Đó. Chúng ta thấy chúng ta đã học cái cách miêu tả tranh chưa? Đó. Chúng ta không cần phải miêu tả chi tiết của bốn người vì chúng ta chỉ có một phút thôi, nhưng chúng ta phải đảm bảo được. Được chưa? Chúng ta có bốn cái từ mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải đảm bảo được. Đó. Đầu tiên là gì? Where. Đúng không? Ở đâu? Mình ghi được là ở beach. Đó, người nghe biết được, chúng ta biết được ở beach. Thứ hai là when, khi nào. Thì trong đây chúng ta thấy được ở đâu đây? Holiday, đúng không? Summer holiday. Tiếp theo là who. À, trong bức tranh này thì trong đây chúng ta có nói được là gì? A man, a woman and two children. Được chưa? Tiếp theo là họ đang mặc gì và họ đang làm gì. Đó, thì trong đây chúng ta thấy họ miêu tả rất là kỹ, đang mặc gì, đang làm gì, đúng không? Tiếp theo là how. Cảm nhận của người trong tranh thì đầu tiên là feel very happy, bức tranh, được chưa? Tiếp theo là của chúng ta ở phía dưới nữa đó, là nó có đó là cũng feel very happy luôn. Thì chúng ta chỉ cần đảm bảo xong năm yếu tố đó là chúng ta có điểm. Ta không cần phải miêu tả là từ đứa con trai sang mẹ, sang bố, sang đứa con gái, đúng không? Nhiều khi chúng ta sợ không đủ thời gian thì chúng ta chỉ cần miêu tả họ đang miêu tả cái nào mà chúng ta biết cách sử dụng từ thì chúng ta miêu tả thôi, được chưa? Đó. Rồi, chúng ta thử tiếp một bức tranh tiếp theo. Đây là bức tranh của chúng ta. Đó. Chúng ta nhìn thật kỹ. Nhìn thật kỹ bức tranh. Đó, chúng ta hình dung ra trước trong đầu khi where, chúng ta phải nói liền bức tranh ở đầu, when, khi nào, ban ngày, ban đêm tùy chúng ta đó. Tiếp theo who. Được chưa? What. Đó, và how. Được chưa? Đó, chúng ta chỉ có một phút để chúng ta miêu tả thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không có thời gian để mà chúng ta chuẩn bị. Chúng ta nhận được tranh là chúng ta nhận bức tranh đó và chúng ta miêu tả liền. Đây cô sẽ bấm trong vòng một phút. Đó. Rồi, chúng ta nhìn bức tranh thử. Và có ai thử miêu tả được bức tranh này không? Đây wearing chỉ có một người thôi, là chúng ta rất là dễ dàng chúng ta miêu tả được, đúng không? Đang mặc gì, đang làm gì, đúng không nào? Đó. Rồi tiếp theo, được chưa? Đó là how, và cuối cùng là how thôi, là chúng ta đã xong. Đó, chỉ có một phút thôi nên chúng ta để đảm bảo được năm yếu tố đó. Phần thứ hai trong phần thi nói của chúng ta, đúng không? Sau khi chúng ta trả lời xong 6 câu hỏi thầy cô đưa ra thì tiếp theo là chúng ta đến miêu tả tranh.
Mà như cô đã nói rồi, miêu tả tranh cho chỉ có một bức tranh trong vòng 1 phút thôi, được chưa? Đó, không cần phải trả lời gì, có một bức tranh trong vòng 1 phút thôi là xong. Và khi nhận được bức tranh đó, mình không có thời gian để mà chúng ta chuẩn bị, mà chúng ta phải miêu tả luôn. Nhận được bức tranh là miêu tả luôn. Thì đây chúng ta coi thử, đây là bức tranh của chúng ta bay vào, chúng ta miêu tả luôn, chúng ta sẽ nói được là ở đâu. Đó, bức tranh này diễn ra khi nào? Được chưa? Đó. Tiếp theo là gì? Who à, trong bức tranh này. Tiếp theo là what, họ đang mặc gì, họ đang làm gì. Cuối cùng là how. Rồi cô đã nhận được câu trả lời của bạn Thanh Lan. It's a girl in the room. Ok, có vị trí đầu tiên là in the room, in her room, được in the room cũng được. I think she's reading a document on the bed. Ok. Rồi cái đang làm gì, có rồi đây. In the room there are many books. Ok, she's wearing a blue t-shirt and black trousers. Yes. Trouser ở biết sai chính tả một chút nha, lát cô sẽ sửa cho Thanh Lan. The television, TV is opening. I think she is working. Rồi, Thanh Lan thấy con của mình thiếu gì? Em thiếu how đó. Được chưa? Đó, em thấy thử how là người trong ảnh như thế nào, và khi mình xem bức ảnh này thì mình có cảm nhận ra làm sao. Rồi, she in the picture, we can see a room full of books with a girl working. The girl is wearing is nè, a blue shirt, black pants and black shoes. I think she's really busy. Rồi, cái này chúng ta thiếu when, đúng không? Ở khi nào, cô chưa thấy có khi nào. How luôn là when, không có how cũng không. There's a picture about a woman, she's working at home. Or her room, she's about 30 years old. She's wearing blue t-shirt and trousers. She's sitting at desk and reading some document. She's very focused and maybe a bit nervous. Ok, good. Rồi, cái của bạn Thu Hương là em thiếu how, tức là how của mình đó. Khi mà em nhìn vào bức tranh này thì em thấy cái gì? Được chưa? Tiếp theo của bạn Thu Hương là em có cái gì, là có at home này, ở her room mà em chưa có when. Chưa có bức tranh này, em thấy khi nào, ban ngày, ban đêm, buổi tối, buổi sáng hoặc như thế nào đó, mình thiếu when. Được chưa? Đó, có how của người trong tranh mà chưa có how của mình. It's a picture, is a girl sitting down bed and reading a lot of documentations and reading right next to her. The TV has a painter and picture left a picture. Ok. Rồi, nhưng thấy nhưng thiếu cái gì? Thấy không? Cô chưa thấy trong cái phần của em á, chưa có cái gì ta, chưa có how. Nhìn vào cũng thấy đúng không nè. Rồi, ok, thiếu tùm lum cô. Em phải gợi ý đi, trong vòng 1 phút chúng ta nhìn thấy nó ngắn như vậy đó, nhìn thấy ốp 1 phút trôi qua nhanh lắm, nhưng mà thực tế là 1 phút đó chúng ta có thể nói được cả năm cái điều này luôn đó, được chưa? Rồi đó, vì có câu trả lời nên cô sẽ cho chúng ta gợi ý. Chúng ta nhìn vào đây cũng giống như bài trước, được chưa? Cô có cho chúng ta gợi ý và cũng có cho chúng ta chữ cái đầu tiên, được chưa nào? Đó, chúng ta coi thử. In this picture, I can see a gì đây? A girl, không vấn đề gì hết đúng không? I can see a girl. Đó. Tiếp theo, I think she's a student, đúng không? Đó, I think she's a student. She looks very, okay, she looks very busy. Đó, được chưa? I think, đó. She is doing her gì đây? Her gì nhỉ? She's doing her homework. Ok. Đây là bài tập về nhà đúng không? Đây là bài tập. Ok. Tiếp. Perhaps she is preparing for a, có lẽ, được chưa? Đang chuẩn bị test. Ok. Được chưa? A test đó, đang chuẩn bị làm bài bài kiểm tra đúng không? Her room is not tidy, được chưa? Căn phòng thì không được gọn gàng cho lắm. The bin is full, bin là cái thùng rác đó, thì đầy rồi, được chưa? And the books are scattered all over the place đó. Và sách thì như thế nào? Đang nằm rải rác đúng không? Khắp nơi, được chưa? Đó. The television is on, TV thì đang mở. In the background on the wall, đằng sau mà trên tường. I can see. Thấy gì đây? See some, ok, some paintings, một vài bức ảnh, một vài bức tranh gì đó, được chưa? Some. She is on her bed. And I can see pillows là gối. She is
Seeming, seem là một linking verb, mình không có sử dụng verb in được đâu Hương ơi. Linking verb ta không bao giờ dùng verb in hết á. Rồi sitting, ok, sitting, đó, đang ngồi ở trên giường. Và cô còn thấy có cả gối nữa được chưa? I think she likes teddy bears. Tôi nghĩ rằng cô ấy thích, rất là thích cháu teddy, bởi vì sao? There is one in front of TV table. Có một con ở trước cái TV đó. Con này chúng khi chúng ta miêu tả chúng ta có cũng được, không có cũng được, không vấn đề gì hết. Miễn sao chúng ta cần đảm bảo được năm cái ý mà đề bài yêu cầu là được chưa? It's a beautiful table covered with covers. The table on which there is a TV. Được chưa đó? Có một cái khăn trải bàn rất là đẹp. Đó, được che lên, phủ lên cái bàn và trên đó thì có một cái TV. Được chưa? She's wearing t-shirt and a blue shirt. T-shirt và cái áo thun. Cô ấy đang mặc một cái áo thun và một cái áo sơ mi màu xanh hả? Đang mặc cái gì? Trouser, chính xác. Đang mặc một cái quần, đúng không? Chúng ta chú ý cái quần có hai ống số nhiều, phải có S. Được chưa? À, nhìn cô ấy như thế nào? She's very smart looking. Nhìn cô ấy rất là thông minh. Được chưa? Phải cũng mang cái gì nữa? Mang một đôi giày màu đen. Được chưa? She's wearing black shoe with high gì đây? High heels. Ok, heels. Có S nữa, giày cao gót. Được chưa? Đó, giày cao gót. She's very busy. On the TV screen, trên màn hình, I can see a man feeding a horse. Anh dắt con ngựa đó. Được chưa? Đó. Ở cái câu phía dưới cô cho là there are many books on the floor. Là cô dùng câu này để như bạn nào mà không sử dụng được câu ở trên kia kìa. Cái câu mà the books are scattered all over the place thì chúng ta chỉ cần viết một câu ngắn gọn là there are many books on the floor là được. Được chưa? Đó là câu này cô để trong dấu ngoặc đơn á mà cô lại quên á. Được chưa? Và cuối cùng, this picture me of my student's life. Đó. This picture như thế nào đây? This picture. Remind. S cô nói rồi, tất cả các thời chúng ta phải chia thời hiện tại mà đúng không? Cái bức tranh này làm cho tôi gợi nhớ về cái cuộc sống sinh viên của tôi. Để chưa nào đó? Cuộc sống thời sinh viên của tôi. Được chưa? Đó. Chúng ta thấy chưa? Phải chúng ta nhìn lại vào bức tranh này thử. Chúng ta coi thử bức tranh này đã có đủ hết toàn bộ những gì mà chúng ta cần chưa? Đầu tiên là where, ở đâu đây? Có where chưa? Nè. Có where chưa? Có where, có nè. Tiếp theo, có who chưa? Có who nè, được chưa? Tiếp theo có what chưa? Có, được chưa? Có how chưa? Có. Rồi, bạn Huy Hoàng nói là hình như chưa có when. Rồi chúng ta nhìn lại vào trong đây rồi chúng ta thấy là đây có when chưa? Đang nhìn lại thử ở đây nó đã có when chưa? When là khi nào á Quỳnh ơi, là thời gian á, chúng ta thấy thử bức tranh này có thời gian, có when chưa? Chúng ta đọc vô cái này chúng ta thấy nó có thời gian chưa? Preparing for a test phải là when không? When lại cô nói với chúng ta đó, when. Tức là bức tranh này tụi em thấy nó là daytime, ban ngày, nighttime, ban đêm. Hoặc là nhiều hơn nữa chúng ta chọn là morning nè, afternoon nè, evening nè, hoặc là at night nè chẳng hạn đó. Thì chúng ta thấy là có chưa? Chưa có, đúng không? Đó, chúng ta thấy không? Một bài miêu tả chúng ta nhìn về, chúng ta nghe, chúng ta thấy nó rất là tuyệt vời, nó có hết mọi thứ. Nhưng nó lại thiếu cái gì? Nó lại thiếu when. Đúng không nào? Đó, nó thiếu when. Rõ ràng nhìn vào chúng ta thấy nó thiếu when là cái thứ nhất, đúng không? Cái thứ hai, những cái câu như không cần thiết thì chúng ta không cần. Được chưa? Chúng ta không cần phải thêm vào. Đó, ví dụ như những cái câu là gì? Chúng ta nhìn thấy đó, có một cái khăn trải bàn, is a beautiful table cloth with cover gì đó. Là chúng ta sẽ không
thấy nó không cần thì chúng ta không có bỏ nó vô. Được chưa? Đó, không có bỏ nó vào. Đó, vậy là chúng ta nhìn vào chúng ta cũng tự thấy được là cái này nó thiếu cái gì đây? Thiếu quen, đúng không? Đó, ta nhìn vào chúng ta thấy rất là rõ, tự chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó. Đúng không nào? Rồi, chúng ta nhìn cho thử nó còn thiếu gì nữa không? Chúng ta nhìn thở chúng ta còn thấy nó có thiếu gì nữa không, hay là được rồi, xong hết rồi? Đó, trong cái bài này thì đầu tiên những cái từ màu xanh là những cái từ cô sử dụng, được chưa? Để chúng ta biết là những cái cụm từ này chúng ta có thể sử dụng ở trong bài khi chúng ta miêu tả, được chưa? In this picture, đó, I can see a girl gì đó, được chưa? I think nè, được chưa? Rồi là I think nè, đó. Và những động từ cô sử dụng, những từ present continuous, cô có tô đỏ lên, chúng ta thấy chưa? Đó, tiếp theo là cô có sử dụng để à nó có thời gian. Ở trong cái bài này thì em nhìn vô đi, nhìn cô làm chỗ kia là I think she's doing her homework. Đó, tôi nghĩ rằng cô ấy đang làm bài, đúng không, bài tập, và có lẽ cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi, vì vậy therefore it could be in May. Đó, May này là phải biết khoa chứ, nó là tháng 5 mà, đúng không? Đó, it could be in May, đó, nó có thể là vào tháng 5, để cho chúng ta đoán đó là nó có thể là vào tháng 5, bởi vì sao? Chúng ta đoán cô ấy có thể chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, cho kỳ thi, để cho vì vậy chúng ta đoán nó rơi vào khoảng từ tháng 5. Là chúng ta đoán nè, chính vì đoán nên vì vậy là phải sử dụng là could chẳng hạn, được chưa? Đó, chúng ta thấy chưa? Một đó, chúng ta có thể bỏ đi những cái câu ví dụ như là đây nè, I can see pillows, đó, tôi thấy, tôi nhìn thấy gối nè, ở chúng ta có thể bỏ nè, được chưa? Đó, hoặc là chúng ta có thể bỏ đi cái câu là I think she likes teddy bears, đó, tôi nghĩ là cô ấy thích cái gì? Thích gấu bông, đúng không nào? Đó, là đây là những cái câu mà chúng ta có thể bỏ đi, được chưa? Đây, câu này, đó, là câu mà như thế nào đây? Chúng ta có thể dùng để chúng ta thay thế cho câu ở trên, được chưa? Đó, đây, cô bỏ trong dấu ngoặc đơn để chúng ta nhìn cho rõ, được chưa nào? Đó, chúng ta có thể sử dụng câu này để thay thế cho cái câu ở phía trên, tức là cái câu mà chúng ta như thế nào đây, chúng ta không cô xin lỗi, cái câu mà chúng ta không có như thế nào, chúng ta dùng thay thế câu mà chúng ta thấy không, the bin is full, được chưa? Đó, cái gì đây, cái thùng rác thì đầy rồi, và sách thì nằm rải rác khắp nơi, đúng không? Đó, chúng ta có thể thay cho cái câu ở trên đó, được chưa? Đó, tại cô sẽ ghi lên để cho chúng ta nhìn cho nó rõ. Đó, có thể cho cái da lỗi. Đó, chờ cái câu này là câu chúng ta có thể sử dụng thay thế, được chưa nào? Đó, tiếp theo.
Tiếp theo là những cái câu ví dụ như là the television is on nè, rồi on the background I can see cái gì đó, được chưa? Câu này chúng ta cũng có thể là không sử dụng tới được, không vấn đề gì hết, được chưa? Đó, những cái mà chúng ta bắt buộc phải có thì trong đây chúng ta đã có rồi, đúng không? Tin là where, ở đâu đây, ở trong phòng, đúng không? Đó, trong phòng của ấy. When, khi nào, chúng ta đã đoán được là có thể là in May, được không? Là vào tháng 5 in May đó, được chưa? Đó, tiếp theo là who, ai trong bức tranh này thì chúng ta cũng đoán được là a girl và a student, đúng đúng chưa? Đó, tiếp theo là what are they doing, what are they wearing, đúng không? Thì chúng ta đoán được đầu tiên phải làm gì đây, doing homework nè, preparing the test nè, sitting, đúng không? Rồi wearing, chúng ta có cái gì, wearing black shoe nè, with high heels nè chẳng hạn, được chưa? Rồi tiếp theo how, như thế nào, trong đây chúng ta thấy thử là quả như thế nào thì chúng ta cảm nhận được quả ấy rất là very smart looking nè, đó, nhìn quả ấy rất là như thế nào đấy, đó, rất là thông minh, đúng không nào? Đó, tiếp theo là chúng ta cảm nhận được cái gì, this picture remind me of my student life, đó, chúng ta thấy không, những cái câu như là câu on a TV screen này, đó, chúng ta như thế nào đây, có cũng được mà không cũng được, được chưa? Đó, chúng ta sẽ đảm bảo những cái phần thiết yếu đầy đủ là chúng ta có điểm, được chưa nào? Rồi, chúng ta tiếp tục. Rồi, bây giờ đây là một bức tranh của chúng ta. Đó, chúng ta nhìn kỹ bức tranh. Đó, rồi chúng ta bắt đầu miêu tả bức tranh này nè.
Fish là cái gì nhỉ? Fish là cá hả Sang ơi? Cá là fish. Ok, là fish á, F-E-S-H á. Được chưa? The doctor is looking happy, looks happy with the thing in the cart. Ok. It remind me remember the day before COVID-19. Ok. Rồi, giờ cô nhìn thử. Nó có where in the supermarket. Có when là night time. Có who, mom, three children. Đúng không? Có what, what are they doing? Thì có người mẹ làm gì đó, đứa con làm gì đó, được chưa? Của mình chưa có what are they wearing thôi, đúng không? Nó có how của em. Ok, doctor, happy. Rồi, vậy là chúng ta, em chỉ thiếu một cái cho cô là what are they wearing thôi, đúng không nào? Rồi, picture mother and three children are going to supermarket in the morning. The mother is wearing t-shirt. So are the kids. Ok. She's reading some information on products. She looks very careful. It's probably a very good housewife. Good. But she buy a lot of things on family. I think she's used to taking care of the kids. Ok. Rồi, cái này là mình thiếu how, cảm nhận của mình. Đúng không? Em có ba mẹ nhìn rất là careful, là có cảm nhận của em về người trong đó rồi, có how về người mẹ rồi, mà cảm nhận của mình thì chưa có. Như Hương nghe. Rồi anh Thanh Lan, I think on the weekend mom and three children, two boy and girl are going to the supermarket. The mom, được chưa? The mom á, chúng ta phải có mạo từ, is wearing t-shirt and drinks, they're buying banana on food. I think they are very happy. Ok, rồi còn cảm nhận của em nữa. Còn cảm nhận của mình nữa đó Lan. Rồi, tốt là chúng ta, trước mắt là chúng ta đã hình dung ra được là chúng ta phải làm những gì rồi, đúng không? Ok, rồi con nhìn thấy của Luân. She mother taking her three children to supermarket. Good. I think they go to supermarket on weekend mornings. Weekend mornings là morning mà thêm S, tức là các buổi sáng vào ngày cuối tuần đó. Ok, the kids don't go to school. Good. I think they go to supermarket on weekend mornings because the kids don't go to school. Em bị lặp lại hai câu rồi kìa. The other sister in blue and yellow striped t-shirt stood on the left. Ủa, sao lại dùng stood? Sao lại dùng quá khứ rồi? Cô nói rồi, tất cả cái này phải sử dụng thì present continuous. Thành ra cái từ stood đó phải là extending. Mới đúng, extending mới đúng. Cũng là extending. Được chưa? The youngest brother is wearing, chứ không có dùng wear thêm s. Nhớ đó, là mình phải dùng thì present continuous cơ. Được chưa? Rồi, câu này của em thiếu hao. Được chưa luôn nha? Rồi, chúng ta nhìn thử. Mẫu, đúng không nè? Chúng ta coi thử nha. Được chưa? Rồi, đây. In this picture, I can see a family. A mother and three children. Đúng không? Đó. They are in the supermarket. Ở đâu? Trong siêu thị. Đúng không? And maybe it's at the weekend. Đó, lễ vào ngày cuối tuần. Được chưa? Đó. I think she's a great mother. Được chưa? Because she's looking after two sons and one daughter. Her children are very smart looking. I think they are buying many things such as bananas, milk, perhaps she's preparing for meals. Đúng không? Đó, như vào bức tranh chúng ta thấy là một gia đình, đúng không nào? Gồm gì? Một người mẹ và ba đứa con. Được chưa? Họ ở đâu đây? Họ ở trong siêu thị. Và có lẽ đây là vào ngày cuối tuần, đúng không nào? Đó, và mình nghĩ rằng là gì, đây là một người mẹ, đúng không, rất là tuyệt vời vì đã chăm sóc cho hai cậu con trai và một cô con gái, đúng không? Và những đứa con của cô ấy thì nhìn trông rất là dễ thương, đáng yêu, rất là thông minh, được chưa? Và tôi thấy như thế nào đây, họ mua rất là nhiều thứ như là chuối nè, sữa nè, có lẽ là họ như thế nào, cô ấy đang chuẩn bị cho bữa ăn, được chưa? Tiếp theo đó, the mother, người mẹ đang làm gì đây? Handing, hand là cái tay đó, được chưa? Động từ cũng nghĩa là cầm, trên tay, được chưa? Trên tay cô ấy cầm một chai nước hoặc là một cái gì đó mà tôi không 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 biết được, được chưa? Đó, đằng sau lưng, in the background, mình nhìn thấy cái gì? Tôi có thể thấy được cái gì đây? Trái cây và rau, đúng không? Đó, the mother, the boy in yellow là mặc áo màu vàng đó, được chưa? In yellow, and the girl are standing, đang đứng. I think she like eating bananas. Tôi nghĩ là cô ấy rất thích ăn chuối, bởi vì sao? Cô ấy cười, đúng không? Cười đó. Grinning là cười, một cười tươi đó, được chưa? Cười. When looking down,
cười, mở miệng cười tươi đó khi mà nhìn thấy chúng rất là chúi đó, được chưa nào đó. Và cái sàn nhà thì màu xám và nhìn rất là sạch sẽ, được chưa. In this picture, trong bức tranh này, there are not many people, không có nhiều người lắm. Maybe it's in early morning, có thể là vào sáng sớm. They look so happy, được chưa, nhìn họ rất là vui. It remind me of my mother, và làm tôi nhớ tới mẹ của mình chẳng hạn, cô ví dụ đó. Được chưa? Và chúng ta nhìn lại coi thử trong đây có que chưa? Có. Que là gì? Market. Tiếp theo when có chưa? Có. When là gì? After weekend nè. Đó. When là gì? Early morning. Đúng không nào? Đó. Tiếp theo có cái gì đây? Who. Chúng ta nhìn thấy cái gì đây? Who. A family, a mother and three children. Rồi, đảm bảo. Tiếp theo qua đây wearing, họ đang mặc cái gì? Đó, chúng ta coi thử. Có nói không? Có. Có nói về cái gì đây? About in yellow. Được chưa? Đó, áo về gì đó. Tiếp theo ai doing? Có luôn. How? Chúng ta coi thử có how không? Có how. They're very smart looking nè. Đó. Tiếp theo là cái gì? Có how được không? Có. Được chưa? They look so happy nè. Và cuối cùng how của mình là gì? Remind me of my mother. Xong. Được chưa? Đó, chúng ta chỉ cần đảm bảo những cái điều này thì chúng ta mới có điểm. Còn nếu chúng ta thiếu hụt, được chưa? Chúng ta thấy là cái phần, để cô nhớ coi thử là cái phần speaking là 25 điểm, phần đầu 6 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm là 6 điểm, phần miêu tả tranh, mỗi bức tranh tụi em miêu tả cũng sẽ được 6 điểm, được chưa? Trong 6 điểm đó chia ra. Đó, chúng ta có chia ra cứ mỗi phần là who. Đó, chúng ta kể đi, cứ mỗi phần là who, rồi what, rồi when, rồi where. Đó, cứ mỗi phần là sẽ có một điểm. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ có mỗi phần là một điểm. Where có điểm, who, what, how, được chưa, là có điểm hết, mỗi phần một điểm. Tiếp theo, được chưa, là cái điểm còn lại của chúng ta, đó, sẽ là điểm mà chúng ta lưu loát và chúng ta tả đúng hay là sai hay là như thế nào. Đó, 6 điểm chúng ta sẽ chia ra cách tính điểm như vậy. Nên là chúng ta thiếu một cái là chúng ta mất điểm. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta coi. Đây. Đây, bức tranh đầu tiên của chúng ta. Được chưa? Look at the picture. Đó, nó có nói với chúng ta luôn kìa. It shows people in the woods. Đó. Kể gì đây? Mọi người ở trong rừng, đúng không? Đó. Say what you can see in the photo. Đó. Nó sẽ cho chúng ta cái câu mở đầu luôn rồi kìa. This picture shows people in the woods chẳng hạn. Đó, nó cho chúng ta câu mở đầu luôn rồi kìa. Đó, chúng ta nhìn kỹ bức tranh. Được chưa? Đó, chúng ta thấy kỹ, thấy rõ bức tranh chưa? Nhìn là rõ ràng, chúng ta nhìn được là ban ngày hay ban đêm luôn, đúng không? Đó. Thời tiết như thế nào? Chúng ta nhìn được họ đang làm gì luôn, đúng không? Chúng ta nhìn được rất là rõ. Được chưa? Đó. Chúng ta chỉ cần đảm bảo những cái điều này là chúng ta có đi đâu đi chăng nữa, được chưa? Chúng ta có nhận được cái bức tranh nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể miêu tả được. Được chưa? Cứ where là chúng ta có điểm, who có điểm, when có điểm, how có điểm, what chúng ta có điểm rồi. Được chưa nào? Đó.
Right. Thở. The picture saw people in the library taking their discussing homework together in the morning. There's a girl with long hair who is wearing a who is wearing, chứ không có who wears nha, Hương nghe who is wearing a very nice jeans. Okay. Teacher is wearing cho cô phải chi thì present continuous cho cô nha. I really like her shirt. They look so focused and hardworking. This is a picture I feel like I need to study harder. Okay. Chỗ có một cái sửa cho cô thôi là cái chỗ wears đó thành là is wearing là được. Được chưa? Sai. Tốt. Đó. Được chưa nào? Đó chúng ta đảm bảo được where ở đâu đây? In the library. When ở đâu đây? In the morning. Được chưa? Đó. Chúng ta chỉ cần đảm bảo cái đó thôi là chúng ta có điểm. Được chưa? In this picture, I'm pretty sure they are students. Student. Em ghi như vậy là chỉ có một học sinh thôi. They are students. Thì phải có S. Vì em dùng đây mà. Đúng không? A là phải student. Phải có S. Đó. On the left, the girl is wearing a pair of glasses. Được chưa? Wearing sunglasses, wear glasses gì đó. Chúng ta nhớ cho cô không sử dụng thì hiện tại is wearing thì tụi em mới có điểm. Còn nếu tụi em dùng wears thôi là tụi em sẽ không có điểm câu này đâu. Được chưa nào? Đó. Is thinking là sao? The girl wearing is wearing gì đó. Hay là the girl wearing. Nếu em dùng chỗ này là reduce relative clause đó, rút gọn mình đề quan hệ phải là wearing. It could be a boy. Okay, it's thinking about something. Think phải nghĩ về một cái gì đó, đang nghĩ về cái gì đó. Yes, the girl wearing a pair of glasses. The girl S và ED đó. Is thinking about something, maybe thinking about somebody. Được chưa? Đó, think of somebody. I could be a boy. Think about something. Được chưa? Còn nghĩ là đó. In the middle, two girls are looking to the laptop and properly solving. Được chưa? They are, they phải dùng verb in to go smart in itself. Okay. The man is wearing a white shirt. Maybe it's reading. Hay là the way is reading something. When I see the picture, I feel very tired. Very tired, hả? Tired là gì ta? Tired, hả? I feel very tired, hả? Tired. Tired. Được chưa? Rồi. Nhớ tất cả đều phải chi thì present continuous cho cô. Được chưa? Rồi. Chứ chúng ta mà sai thì là câu đó chúng ta không có điểm. Mặc dù chúng ta có nói được đó là doing hoặc là wearing cũng không tính điểm câu đó. Được chưa nào? Rồi. Chúng ta qua bức tranh tiếp theo. Đó. Đây, nhiều người hơn rồi, tôi không thể nào mà chúng ta tả từng người được nữa rồi. Đúng không? Đó. Chúng ta coi thử.
dynamic. City gì đó, chúng ta sẽ thấy chúng ta đã dùng in rồi thì còn at nữa, được chưa? Bỏ in đi. I think work in the morning because they're wearing unusual clothes. Okay, the crowd, đám đông mà thiếu cho cô chữ n với chữ d nữa nha. I'm looking busy with their business. Where's the picture? I see a dynamic city. Okay. Cô nói rồi, chúng ta không được sử dụng thì gì cả ngoài thì hiện tại hoặc là thì hiện tại tiếp diễn mà thôi. Còn câu của em là sử dụng thì là have left the present perfect là không được rồi. Chúng ta sử dụng cái thời đang diễn ra, vì bức tranh này chúng ta phải miêu tả nó là những cái thứ đang diễn ra nha Quang nhé. Vậy thì some people are working in the street shopping. I don't think this is a festival. Calling can't be because the swing doesn't have much rhythm or excitement. Đó, chỉ cần cái phần đó thôi. Được chưa? So pictures a lot of people on the street. Maybe they're going to work in the mornings. It's very crowded. There are many women. They're wearing business clothes such as trousers, skirt. They look like they're in a hurry. As the picture, I'm scared of traffic jams. Okay, good job. Được chưa? Good. Đó, chúng ta đã bắt đầu hình dung được cách miêu tả tranh rồi đó. Rất là tốt. Được chưa nè? Đó. Chúng ta chỉ còn 3 bức tranh nữa thôi. Được chưa? Rồi, bức tranh về countryside. Countryside. Đó, chúng ta coi thử. Tranh về countryside. Đó. Bắt đầu thì em thấy càng về sau và càng ít sửa hơn thì chúng ta bắt đầu chúng ta đã biết cách miêu tả rồi đó, nên nó dễ dàng hơn đúng không cô? Đơn sơ, good job. Cô đang sửa của bạn Quang đó nha, tụi em nhìn vào của bạn Quang đó. Một ngôi nhà gỗ đơn sơ tốt, một rừng thông bạc ngàn. Được chưa? Ok, bước xa hơn nữa là những núi rừng hùng vĩ, tuyết vĩ. Ok, wow, good job. Ở đây, ở đây có hai người phụ nữ đúng không? Hình như trà, tôi coi thử. Hai người phụ nữ, ok. A couple, hoặc hai người phụ nữ. In active sporty outfit. Ok, trong một quần áo. Được chưa? Áo thể thao rất là năng động. Đó. Chuyến tham quan. Ok. Having a very interesting tour. Ok. Em bảo looking like it could be, I think they are enjoying the beautiful landscape here. I think they are enjoying the beautiful landscape here. Được chưa? Chúng ta coi thử. Có where,
Tôi chưa có, tôi chưa có quen. Con này tuy em như đã rất là hay nhưng mà lại chưa có quen. Được chưa? Đó, hai người này có một interesting tour. Tốt. Được chưa? I think they're enjoying rồi. Chứ quan trọng là còn mình nữa. How còn mình nữa, Quang ơi. Rồi, của Thu Hương. So people in the countryside, the picture is a small wooden house. Okay, green meadow is located on a hill. Good. Rồi, cứ bổ sung thêm đi Quang. Đó. Quan trọng là chúng ta khi chúng ta nhận được bức tranh này, chúng ta miêu tả được như vậy thôi là chúng ta rất là tốt. Được chưa? Two people walking to see the scene in the morning. Good. They're wearing sportswear and black pants. Okay. Looking at the picture makes me feel very peaceful. Yes. Nhìn vào bức tranh ta cũng thấy rất là xanh đúng không? Rất là tuyệt vời đúng không? Thanh là in the countryside. Countryside viết sai lỗi chính tả, nhìn lại trên cái phía trên của cô viết xuống lại nha Thanh Lan nghe. In the morning, trong after morning. There are two people walking, một là two people walking, hai là there are two people, they are walking, được chưa? Đó. You discuss spring, there are many trees and a good house. Good house. I think the weather is beautiful. I like it. Trời, để cô coi. Có quen rồi nè. Có quen rồi nè. Có what are they doing? Thiếu what are they wearing? Còn thiếu tụi họ mặc cái gì nữa đó Lan ơi. Được chưa? Đó. Tiếp theo là chưa có how của họ. Em coi thử họ như thế nào. Được chưa? Phải có how của họ nữa. Với cái how của mình thôi thì nó quá ngắn. Được chưa nào? Đó. Okay. It's a peaceful and quiet to the beach. This couple that they are climbing mountain in the morning to on the left and direction in the middle. And the beach, I guess, it's in Japan. Okay, it's Japan. It's in Japan, yes. Rồi, tụi em vẫn thiếu là what are they wearing nhỉ? Cô vẫn nói đó, chúng ta phải đảm bảo đủ thì chúng ta mới có điểm. Đúng không? Quen là cái dễ nhất, quen. Được chưa? Chúng ta cũng dễ dàng, chúng ta làm được quen. What are they doing? Họ đang làm gì cho bức tranh này? Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra đúng không? Và chúng ta phải có what are they wearing nữa. Chúng ta cứ coi thử bạn dùng kìa. Đó. Như bạn Hương kìa. They're wearing sport wear and a backpack. Đấy là đã đeo một cặp đằng sau như thế nào đó. Được chưa? Good. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta còn hai tranh nữa thôi là chúng ta xong cái phần miêu tả tranh. Dù chúng ta có nhận được bất cứ bức tranh nào chăng nữa, chúng ta đều rất là dễ dàng để chúng ta miêu tả nó đúng không? Rồi, tiếp nào. Đấy, bức tranh của chúng ta đây.
Ok, good job, Hương. So, man. Man, một người đàn ông thì là man là chữ A đó. Chứ không phải là chữ E đâu. Được chưa? Chữ E là số nhiều. Còn chữ A là số ít. Đó, chúng ta chú ý điều đó nha. Chưa? Ok. Just focus. Very concrete. Weather is very cold. Good. Look at that film. I remember last Christmas. Good job. The picture show that when the city clears, the shopping center also become more flashy. The glitter shoe. Rồi, chúng ta nhìn vào cái của bạn quen á. Được chưa? Bạn quen có những câu miêu tả rất là sống động đó tụi em. Bức ảnh cho thấy cái gì đây? Khi thành phố lên đèn, where the city clear up, thành phố lên đèn, trung tâm mua sắm cũng trở nên hào nhoáng hơn, được chưa? Những đôi giày da khi được cái ánh đèn chiếu vào trong chúng càng trở nên đẹp hơn, càng trở nên hấp dẫn hơn, đúng không? Cuốn hút hơn. Which make a man? Nó làm cho người đàn ông như thế nào đó? So much sử dụng cho cô động từ nguyên mẫu. Được chưa nào, đó là we make a man go go shopping hoặc là shop thôi, được chưa, đó show make là động từ nguyên mẫu mà, được chưa nào, đó không có were, were đó là quá khứ rồi đúng không, mình không thể chia quá khứ được, em lộn. Anh mặc sang trọng cũng phải đứng nhìn chưa, dress elegantly là anh mặc cái sang trọng, được chưa đó. Rồi tiếp theo make a man đó, đứng nhìn, ok stop with make a man shopping, được chưa, đó tiếp theo là he stopping, được chưa, hay là he is looking, được chưa, after for a long time đó. Rồi tiếp theo của em chỉ miêu tả nó, em chưa có cảm nhận, được chưa, có where a shopping nè đó, có when, được chưa, khi thành phố lên đèn là chúng ta biết là vào ban đêm rồi đúng không đó. Rồi họ đang mặc gì, đang làm gì. Ok, giờ chúng ta còn có how, chưa có how. Ừ. Thì những câu đó rất là hay, thì chơi đó rất là hào nhoáng đó, nhưng mà nó chưa đủ thì chúng ta cũng sẽ không có điểm đâu. Được chưa nào? Phải đủ thì mới có điểm, vì chúng ta đang thứ nhất là đang ở trong cái trình độ B1 thôi, được chưa? Rồi. Ủa sang đây, sang nhìn cho cô nha. The picture show a man who is looking chứ không phải là are looking. Được chưa? It's looking for a pair of shoes in front of store. Ok. I guess it's looking for something. Được chưa? To wear in the winter. Được chưa nào đó? I guess the weather is very cold. Chứ không có cold, is very cold. Cold là tính từ mà. So she's wearing a brown blues. Ok. She's taking some presents, maybe some gifts for his wife. Yes. Where's the picture? I remember the Christmas day. Okay. Đó. In front of the store. Được chưa? Rồi chúng ta nhìn thử có where chưa? Rồi có in front of the store. Đúng không? Có when chưa? Chưa có when thì mới có the weather is very cold thôi. Chứ chưa có when. Ban ngày, ban đêm, buổi sáng. À có when rồi. Có in winter. Đây, in winter. Rồi. Wearing rồi, is doing rồi, ok. Mà cô chưa có nhìn thấy được cái how, em chưa có nói được là cái người đàn ông, em thấy người đàn ông nó như thế nào. Đàn sao quá, sang ơi chưa có, như người đàn ông trông như thế nào. Vui nè, buồn, hạnh phúc hoặc như thế nào đó, giận dữ hoặc là tập trung hoặc là như thế nào đó thì chưa có. Được chưa? Rồi, của bạn Phụng Vy, coi thử. Look past the picture, I can see the gentleman. Là gì? After, đúng không? A gentleman, đó. Giống như lúc nãy vừa mới nói xong với bạn Hương phía trên đó. Man đó là số ít thì phải là chữ A, chứ không phải là chữ E. Chúng ta chú ý điều đó. Được chưa? Đó, an
after, được chưa? In, ok. Đó. In the film, an actor được rồi, không cần in the film đâu, diễn viên là được rồi. Khi sẽ lại go to shopping vừa mới nói xong, chúng ta phải sử dụng thì hiện tại, đúng không? Hiện tại tiếp diễn. He is going shopping, không có to nha, go shopping chứ không có go to shopping. Được chưa? Đó. He is going shopping, I don't know about gì đó rồi. Maybe he is looking, không có looking gì, he is looking for a pair of shoes. Chúng ta chú ý cái chính tả, được chưa? Đó là đánh trên điện thoại đó. Nhiều khi là chúng ta nhầm and a belt, a pair of shoes and a belt. Ok. The weather is very cold, hoặc is really cold. Đó, phải có thêm động từ nha chị Phụng Vi, là hay bị thiếu động từ á. I think, thì không có s, I là số ít nè, đúng không? I think that because he is wearing. Được chưa? Đó. Tôi nghĩ vì điều đó bởi vì ủa cái đằng sau là he wore overcoat là cái gì nhỉ? He wore overcoat là cái gì? Cái đó nó không có nghĩa. Ấy đã quá già hả? He wear cái gì để overcoat là cái gì? Không không, cái đằng sau á, overcoat á, because he is wearing, okay, he is wearing a long coat, okay, he is wearing a coat. And look at the picture, hoặc là when I see the picture, hoặc là như thế nào đó, I like shopping too, như thế nào đó, được chưa? Good. Được chưa nào? Coat. Coat. Rồi, được chưa? Rồi chúng ta còn một bức tranh cuối cùng nữa là chúng ta xong cái phần miêu tả tranh. Đây, đây là bức tranh cuối cùng của chúng ta. Someone cooking. Đó, được chưa? Có một người thôi. Đó, nấu sao nấu gì đó.
Rồi, cô đang sửa của bạn luôn. Được chưa? Chúng ta nhìn vào, cô thấy câu trả lời của bạn luôn rồi. Doctor Potter is in noodles. Noodle. I see noodle. That I see noodle. That a well dressed chef is cooking. Để chạm cái thì cô it could be spaghetti thì nó sẽ hợp lý hơn luôn. Look at the picture. Được chưa? Ai chứ không, chứ không có quy, chỉ có một mình em nhìn thấy thôi. Được chưa? Ai? Chưa? I see a noodle that a well dressed chef is cooking. It could be spaghetti. Được chưa đó? The kitchen is neat. Okay, căn bếp nhìn rất là gọn gàng và được bao quanh bởi đủ loại gia vị. Okay, what kind of spices? Được chưa? Và dụng cụ nấu nướng. Okay, watching him cook is really professional. Okay, I don't know what the time is in the photo, but right now it makes me really hungry. Okay, good. Okay, good. Rồi chúng ta coi thử có quê chưa? Có quê chưa nào? The kitchen. Okay. Có quen chưa? Bạn kia, I don't know what the time is in the photo. Okay. Tiếp, có who chưa? Có. The well-dressed chef. Đúng không? Có what chưa? Rồi. What gì? The cooking. Đúng không? Đó. Tiếp theo, what wearing. Em có luôn có well-dressed. Đúng không? Mình ghép luôn một đôi mặt rất là đẹp. Mình không có tách ra. Nghĩa là phần này của em nó chưa có thể hiện được một thứ. Đó chính là the present continuous. Ở trong cái chỗ này được chưa, nó có đúng cái câu tiếng này của sữa đó. The noodle that a waitress is cooking được cái chỗ thôi, còn phía sau em là watching, đó là nó làm chủ ngữ sử dụng present rồi chứ không còn là một cái thì present continuous nữa. Ta phải có cái thì present continuous thì mới biết được đó đúng là chúng ta biết cách miêu tả, được chưa nào. Rồi đã xong của Luân. Tiếp theo đến Hương. The picture of man cooking in a restaurant kitchen. Okay, it's a professional chef. Let's see him wearing a special suit. Okay. A white special suit. No. I think he is cooking lunch for the guest. He looks so focused. The food looks very good. Looking at the picture, I really want to go to the kitchen to cook lunch from family. Good job. Good. Rồi bạn Thanh Lan. I see noodle that a well-dressed chef is cooking. Chấm. It could be spaghetti. Hoặc là it might be spaghetti ở tùy em. In the picture, I see a man cooker is cooking. Cooker là cái gì ta? Còn như cooker là cái nồi cơm điện á, Lan ơi. I see a man is cooking. Bỏ cooker đi. I see a man is cooking. Maybe he is cooking for guests in the evening. He's wearing a white suit. A white suit. And he's very focused on cooking. Looking the picture. Looking the picture. It makes me hungry. Rồi chúng ta coi thử. In the picture, I can see. Rồi. Cái này của em chưa có where, đúng không? Chưa có where, em chỉ thấy một người đàn ông là mới có who nè. Ông ấy đang làm gì? Cooking nè, có when chưa? Rồi evening nè. Đang mặc cái gì? Có white suit nè. Được chưa? Có how chưa? Rồi focus. Make it hungry thôi, chứ em chưa có where. Đó, cái của bạn Thanh Lan chưa có where, chưa có ở đâu. Được chưa? Rồi, của Sang. I take from a show TV. Ok. Rồi, bạn Sang đó. Được. Rất là nhiều ý tưởng đúng không? Anh này một chương trình truyền hình thực tế. Wow, it's taken. Được chưa? Cái bức tranh này được diễn ra hoặc là it's taking, chúng ta có hai cái đang diễn ra. Một là đang diễn ra. Được chưa? Hai đó it's taking. Đó. From nha, from a show TV in the evening. Được chưa? The man is cooking food in the kitchen. I can't guess what
what he is cooking nha. Phải là what is he cooking? What is he cooking là câu hỏi. Bây giờ chúng ta chuyển sang thành là câu khẳng định thì phải là I can guess what he's cooking because the food bạn vẫn chưa hay thành the food được chưa? It's not finished. Isn't finishing. Ok, có thể chưa hoàn thành được chưa? Đúng hơn chỗ này á, the food được chưa? Phải là has not been finished thì nó mới đúng, được chưa? He's wearing a white shirt and of course he's a professional chef. Where's the picture? I am hungry now. Rồi chúng ta coi thử. Có where chưa rồi? In the kitchen. Có when chưa rồi? In the evening. Có who chưa? Rồi the man is cooking food. Được chưa? Rồi tiếp theo có how. He's wearing. Rồi wearing a white shirt. Có how chưa? Có how của mình chưa rồi? Feel hungry. Còn how của người ta em có chưa? Rồi professional chef. Ok. Được chưa? Rồi của bạn Quang. Của bạn Quang. The picture shows in a certain restaurant. There's a chef. Ok. Cooking traditional Italy food spaghetti. Good job. Anh ấy đang luộc mì ấm. Ok. Spoiling pants. Pasta, đúng không? Is trong bộ đồ đầu bếp trắng tinh của mình. Ok, full white. Bộ trắng tinh đó, em thấy cái từ bạn dùng cho trắng tinh đó đó. He's acting, he's cooking, đúng không? He's cooking professionally. Ok, rất là nấu ăn cho rất là chuyên nghiệp, đúng không? Đổi acting thành cooking. Ok, and I think the food is going to be great. Ok, the food is very great. Our food is really great, Tom. It's going to be great now. And the dinner are going to be very appetizing. Ok, vậy em đoán là buổi sáng, đúng không? Nên thực khách mới ngon miệng vào buổi sáng. Ok. Rồi, có đổi đã quen. Ok, rồi, đến của chị Vy đây. Vy. Look at the picture. I can see the master chef is cooking the noodle like spaghetti. Spaghetti chị nhìn ở phía trên của các bạn đó, viết lại cho nó đúng chưa? In the kitchen. Okay. Spaghetti in the kitchen. Is wearing. Thêm phần là spaghetti không có ờ nha. Spaghetti không đếm được nên không có dùng mạo từ ờ đó. Is wearing a chef dress. Một cái váy đầu bếp hả? Phải không? Dress là cái váy mà. Khi thì không thể mặc váy được. Được chưa? Đó. Không thể mặc váy được. He's cooking for lunch. He look. Không có is look mà he look. Yeah, he look so professional. Đó. Hoặc là she's. Thôi chứ không có look như vậy. He looks so professional. The kitchen is very clear. Phải có thêm động từ. It's very clear. She looks like a professional chef from the look at the picture, look at the photo. I'm very hungry. I am very hungry. Hungry là tính từ. Được chưa nào? Đó. Ok, good job. Chúng ta thấy không khó đúng không? Để khi chúng ta miêu tả tranh, chúng ta chỉ cần nhớ lại một tí là chúng ta sẽ có cái gì đây. Thứ nhất là có where. Nhìn vô bức tranh đó, chúng ta thấy thử bức tranh đó là như thế nào, ở đâu, được chưa? Đó, tiếp theo là when, bức tranh này chúng ta thấy khi nào, được chưa? Đó, nếu không biết thì chúng ta cũng sẽ dùng là tôi không biết thời gian khi nào, bởi vì nó ở trong nhà rồi gì đó, tùy chúng ta. Hoặc chúng ta tự đoán nấu spaghetti, tôi nghĩ là chắc ăn gì, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ban ngày, ban đêm, nó tùy chúng ta, đó, chẳng hạn. Tiếp theo là who, ai ở trong bức tranh này, được chưa? Tiếp theo là what. Thì chúng ta có hai cái what. Một là what are they wearing? Họ đang mặc cái gì? Hai là what are they doing? Họ đang làm cái gì? Được chưa? Và cuối cùng chúng ta có how. How có hai cái. How của người ở trong cái bức tranh đó. Và how là how của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy bức tranh này thì chúng ta có cảm nhận gì? Chúng ta có cảm giác rằng sao? Được chưa? Đó. Rồi. Vậy là hôm nay chúng ta xong cái phần gọi là miêu tả tranh. Vậy là xong phần thứ hai rồi. Vậy là chúng ta còn thêm hai phần nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành được là cái dạng của đề thi nói, được chưa?
Okay, that's all for today.